Dạ. Cái đó ông này không chú? À, nhà chú ở đâu? Nhà chú đâu? Ủa nhà chú đây hả? Đâu đâu? Nhà chú như nào? Đây hả? Gì đây là nhà chú? Nhà chú là đây hả? Ôi có phải không? Cái chòi này đâu phải nhà? Chú ở cái chòi này hả? Cao Anh Trung Vlog, cuộc sống người dân Việt. Hello, xin chào cả nhà. Bây giờ hôm nay tiếp tục chuyến hành trình của bên mình, Trưng và cùng anh em đội xe Trân Tâm đi tiếp tục làm chuyến từ thiện phát 100 xuất quà. 100 xuất quà bao gồm một phong bì là 100.000 đồng và một bao gạo 10 kg. Quý vị nha, bây giờ Trưng đang đi vô dãy nhà trọ. Đây, dãy nhà trọ. Rồi, xin chào. Đấy. Hôm nay thì Trưng đi là có kết hợp với bên phường, tổ dân phố để mà biết được cái hộ nào đang gặp khó khăn để mà hỗ trợ. Dạ rồi. Đây là những hộ. Đây có 6 hộ à, nãy em ghi là tổng cộng có 6 hộ. Ở đây chỉ có mình ghi được 6 hộ. Bên đó đây em, chỗ đó đây. Ở ngoài kia 3 căn nữa mà chờ sao anh cho. Cái đó phải phải trên địa phương mới được. Còn gì cả luôn. Có theo đa chạy vô. Anh dẫn anh cái đường ra chung với em. Rồi. Đây quý vị, đây là hẻm 90. Bữa hả anh ghé gần hết rồi, bây giờ mình đi 90 có nhiêu lần cho anh. Anh đã bữa kia hẻm 92 chưa? 92 thì chưa. Bây giờ vô 90 trước đây rồi anh qua 92 nha. Bây giờ chở trong đây 10 phần đúng không? Nhiêu vậy lắm, chổng nhiêu. Trăm, lấy ghế để cửa nhà đây. Đây, hôm nay đi thì có chị cả, chị cả hả? Trần Thị Cả, chủ tịch ủy ban mặt trận luôn cái gì nha, phường Vĩnh Lạc. Đấy, chị ra sức chở mấy bao gạo cho luôn cho bà con người dân nè. Hôm nay đi thì có sự kết hợp của bên bên phường để mà đi phát và đi đúng chỗ hơn cho quý vị. Có bà con mấy chị bên phường thì chị cả đây á, thì mình đỡ hơn. Đó, một hộ. Chị cả cho đây thì có kết hợp thêm một người khác, một chị khác ở trong này để biết rõ hơn. À chị đã bán với chai hả? Rồi.
cứ để chút ăn còn khác nữa. Đâu nữa, chỗ nào nữa chị? Đây phải không? Đó, chỗ đó. Hết chưa? Con này hết chưa? Hết chưa, chị lánh cô nó đi đâu. Không có ai có thì nhận, không có nữa. Ở đây có rồi, cái đây hết có hồng chết một thiếu rồi. Cái phòng trước sao rồi lại đã đi nữa. Hả? Sát cái đi rồi chút nữa mình trước để bao gạo được sao? Ờ vậy nha. Ủa nãy đi. Nãy đây nhậm chưa vậy? Chị ơi. Chị ơi. Chị ơi. Thôi em đi đi. Dám mới vô bệnh viện khám bệnh. Rồi, lấy kèm gái ơi. Để lấy rồi. Đồ tưởng tôi đem đi. Thôi đi. Rồi, cảm ơn em nhiều. Em nói thiệt em đi em còn đực nữa. Em muốn dẹp luôn. Mình phải dẹp chứ. Rồi, có nó hết đúng không? Rồi, giờ rồi ngập phía trước mấy xúc nữa rồi xong. Rồi, ok. Có đi mà bác ơi. Chưa hả? Đang ngồi đợi. Con đâu đây? Còn ba bao đó không chồng, trong kia không có đâu. Rồi, còn hết, còn hết. Tại không có ra nè. Dạ, có con trai bệnh, cá ngoại cho lên phần đi. Cả. Rồi, này, đây, dĩ này lên chạy đi. Rồi, dìm đi luôn nha. Đường này với chị xuống được không ta? Thôi, chị gửi giùm nha. Dạ, ok, cảm ơn. Dạ, dạ. Đâu không? Chị chưa hả? Dạ, dạ, nặng quá. Dạ, cảm ơn nha. Rồi, bây giờ nè. Rồi, được, được. Rồi, đáng nha, đáng nha. Thưa quý vị, chúng tôi đang ở ngay hẻm 1046 Nguyễn Trung Trực quý vị nha. Chỗ là chỗ điện máy xanh luôn nè. Và bây giờ chúng tôi đang đưa một số cái gạo vô bên trong của hẻm 1046. Đây là mình nhờ bên tổ dân phố hỗ trợ mình đưa vào bên trong. Bây giờ cái cách làm việc chúng tôi là phải liên hệ tới từng nơi, từng chỗ trong tổ dân phố để nhờ hỗ trợ đưa quà tới cho bà con bên trong. Đấy. Hẻm 1046. Bây giờ các hẻm mình đi vô đều là liên hệ bên tổ dân phố để hỗ trợ quý vị nha. À, ví dụ như cách làm thế này nè. Thì đây cũng là một trong những cách để mà giúp cho việc làm chúng tôi chặt chẽ hơn. Bây giờ bỏ lên xe. Đúng rồi, bà con ở bên trong nha, bà con ở bên trong. Đây. Rồi. Rồi. Rồi, đông phần nữa. Tôi vô nhận dạo chụp ảnh phố. Lúc đó các em ở đây, lúc đó anh quá thằng kia nó anh bị gói suốt em. Dạ. Không có đồ bạc, anh bị gói suốt. Dạ. Bây giờ có gạo ăn rồi, có chút tiền nó mua đi chợ. Rồi cảm ơn tất cả các anh. Rồi chào chị. Cảm ơn nhiều. Dạ dạ. À, phía này cũng có một dãy trọ quý nha. Đó thật sự mà nói là trời ơi, chúng tôi đã nghe rất là nhiều cuộc gọi của quý bà con gọi tới. À, có thể nói là giống như là những yêu cầu khẩn cấp cái gì á, tức là khẩn cấp. Bởi vì là đã hơn 20 ngày rồi, hơn 2 ngày. Hơn 20 ngày rồi bà con mình phải chịu cảnh là giãn cách xã hội. Không đi ra ngoài đường nhiều.
và cũng không đi làm gì hết. Tranh thủ đi liền nha. Hả? Tranh thủ đi nhanh nhanh chứ. Rồi nhận nha. Đây. Đúng rồi, tốc độ tăng tốc độ lên. Rồi xít 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 đi. Đây. Ở đây một phòng đó, một phòng, hai phòng mà. Rồi. Hai phòng mà, có hai đứa à. Chứ hai hai phòng cho một phòng tiền. Ờ. Em ơi, nhắn nhắn tiền. Chị chưa ra ngoài chở rồi đi. Chị là tốc độ luôn. Tốc độ đi anh Thịnh, sau khi mặc bộ đồ vào hồ xong rồi không thể nào chịu nổi. Và vừa vác gạo mà vừa đi mặc bộ đồ như vậy là chịu hết nổi, nóng quá trời nóng rồi. Anh ấy đành phải tháo cái phía trên ra, còn mặc phía dưới. Đây. Nào có luôn hả? Vô luôn. 10 người, ở đây 10 cho 10 xuống. 10 xuống hả? Ờ. Đứng ở đây nè. Chị vô chị kia mở cửa. Chị Phượng ơi, chị coi phòng nào cho chị kia mở cửa. Phòng nào cho là phòng đó mở cửa. Mở cửa đi. Phòng nào cho mà nó mở cửa đi trước mình. Đứng lên trước giùm cho đi trước rồi. Dạ. Nhân qua hỗ trợ nha. Phòng nào cho phòng đó mở cửa. Không không việc vào ngay. Còn mau có tranh cho con ơi. Wow, cái giấy trọ dài ghê ha. Thôi mang khẩu trang vô. Ai ở trong phòng mở cửa ra hết nha, sẽ được nhận quà. Đây chắc đa số là sinh viên ha. Đa số sinh viên mới đi làm không ạ. Nó đi làm rồi nó mắc kẹt, nó không về được á. Đây. Ồ, dạ. Không về được khẩu trang này. Thôi mở cửa ra, tao sẽ tiền cho vào nha, có mai đừng xin tao nha. Xin đi. Mở cửa đây đây. Cho ông này nữa nè. Dạ rồi. Đứng đó chủ nhà đứng đi. Dạ. Mở cửa ra, tao cho tiền cho vào nè, đứng ở cửa đó khẩu trang vô. Ai đi rửa chén rồi. Dạ một người một suất. Tiền ơi. Mở cửa ra. Tao cho tiền cho vào nè, khẩu trang vô mà chú không về được nha. Hậu cần thơ nè. Cũng kẹt luôn hả? Ừ đi. Còn đứa nào nó trả tao đứng ở cửa cho khẩu trang. À. Ở đây là cô có bao nhiêu phòng hết rồi cô? Cô 50 phòng mà chính đó. Đứng ở cửa kéo khẩu trang vô cho tiền cho đẹp. Ờ đứng đi. Người ta đứng là tên mình nơi người ta cho tao không thể đi đâu hết trơn á. Đi vô đi con đi vô. Đúng rồi. Đó. Hello. Hello em, đa số sinh viên mà. Đa số sinh viên với này học, học trường nào? Đại học Kiên Giang anh ơi. Đại học Kiên Giang hả? Dạ. Ừ, à. Còn cái này chồng nó đi làm mấy con số 1 là An Giang mà không về được, có hai mẹ con. Mà nó kẹt ở trên đó nó không cho về. À cầu số 1 hả? Ở trên cái gì? Không phải cầu số 1 đó, ở đâu? Ở Sóc Xoài hay gì đó. À Sóc Xoài. Ừ đó, như vậy đó. Chồng ở trên đó luôn. Ừ, chồng. Rồi là vợ với chồng 22 là hai nơi luôn. Ừ. Cả tháng rồi đó anh. Cả tháng rồi. Nó lấy lương đó. Cả tháng rồi. Rồi xong luôn rồi. Công ty không lương. Ừ, không lương gì đó. Em làm ở đâu? Dạ. Em làm ở đâu? Ở công ty Quang Xuân đó anh. Dạ. Rồi công ty không phát lương luôn. Ừ. Đó. Nó khổ lắm. Nó lây lắc miết. Lây lắc đó, nó bốn đứa. Hai mẹ con. Mấy đứa? Bốn đứa mà hết, nó gửi từ ngày được ba đứa còn. À, cũng đỡ ha. Ở đây tí có người vô thôi cho nha. Nói chung là có đứa nào cũng phải có cho chúng nó chặt hết. Dạ chúng là phòng ai có thì ở đây là cho. Dạ ai có đây cho hết. Một chục ký hai hai vô không, từ từ nghe vô nha.
tiêu chí chúng tôi là không phân biệt giàu nghèo. Bây giờ vô giấy trọ thì có phòng là cho quý vị nha. Cái lúc không biết được là ai là giàu nghèo đâu, nhưng bên ngoài không biết được đâu. Đấy. Đấy. Rồi. Còn bao gạo rồi. Ủa vừa đủ luôn hả? Thôi vậy. Đây. Đây. À. Đúng rồi, đúng rồi. Đứa sau á chú, những cái đứa còn nữa nó chưa đi làm về đó, là không có phải không? Dạ. Rồi thông báo cho nó biết nha. Dạ, dạ, đúng rồi, đúng rồi. Cho nó. Dạ, dạ. Còn một số nó đi làm chưa về. Dạ. Phòng đây một tháng nhiêu cô? 100 à. Đó, như này nè, nó trả hình phân lửa đó. À, như phòng này là bao nhiêu một tháng cô? 800, 700, 600. Dạ. 8, 7, 6 ha. Dạ. 500 có đó. Giờ nó đi rồi là chống là ông này phải làm lại, không có nó không ở. Nhà trọ gì mà điện thoại mệt á. Như thế bà điên ra thử tôi có nói máy không? Bà nội bà điên đi số đó ai á? Bà cho tôi số đó mà cái số điện thoại. 0359258977 cha. Nó. Điên tao cũng tin rồi đó. Điên về quá đi kìa. Nó quay này, nó quay theo nè bà nội. Sao tướng đi gì đẹp quá vậy? Trời ơi, sửa tướng lại. Ừ, nó quay video này cha. Còn chú này đi làm bảo vệ nè, mà chú không có nhà. Dạ. Còn lại nữa hả? Chú tập bài gì hay quá vậy? Trong này có chó hả? Hả? Có chó nè. Có chó hả? Cất chó. Cất chó. Dạ, vậy chỉ đi, để phòng nào khó khăn nhất cứ là cho ta trước đi. À, đây có dãy trọ nè. Dạ, dãy trọ luôn. Ồ. Bây giờ tổng cộng bao nhiêu phòng? Kê bên luôn. Nhiều lắm. Cái bây giờ phòng nào có ai ở đây thì khó khăn thì cho. Rồi, dạ. Bây giờ phòng này cho tốt cho mày chuyện trước. Tốt trong đi. Đây có mấy bao nhiêu phòng ở quận á? Dạ, cho. Phòng nào có mặt thì có phần. Vậy là vừa đủ rồi ha. Cảm ơn đi con. Đây là con hình nhiều đấy. Bây giờ có đây đếm dài có được mấy phòng? 15 phòng. 2, 3, 4. Đây phòng có 5 phòng không? 4 phòng không? Họ hỏi rồi đây người ta có ai nhận mình trở vô là một người cho. Đâu nữa? Không đây. Gạo lấy vào nghe con.
Rồi được rồi. Còn phòng gửi cô đều như cái này vậy? Gửi cái phòng 23 luôn á. Dạ. 23. Ủa, cái này nên trên gửi đơn gạo. Dạ. Trinh đang ở chỗ phòng xoay, hôm nay là phòng xoay chỗ cầu quay quý vị nha. Bây giờ trời bắt đầu hơi đổ mưa nè, tuy nhiên bánh này cũng đang cố gắng làm sao cho chuyển mấy gạo cho lẹ vô bên trong dãy trọ. Tiếp tục nhờ anh em bên tổ dân phố này hỗ trợ đưa hàng vào thì cũng đỡ bớt công sức anh em hơn. Chị đang ở chỗ tổ dân phố khu phố 4 phường An Hòa quý vị nha. Bây giờ thì anh em đang đi vô ngay chỗ dãy chợ. Ôi vậy dễ trơn lắm nha, cẩn thận. Đi cẩn thận, dễ trơn lắm nha. Thưa quý cô chú anh chị, là thời gian qua nhận rất là nhiều cuộc gọi của quý bà con từ đường ghi nhận lại để mà ghi nhận lại những xuất quà của quý vị. Ở dưới đây đâu phần nữa, còn phần nữa, phần nữa đâu, còn phần ở trên xe, còn cho xe nào á, cái phần quê không phần cho chị này đi nè, rồi nhà chợ luôn á, rồi cho đi quyết, là cho chú nó chơi đi, rồi đi nghe. Rồi xuất ra cho tao quay cho biết cái đi trước người ơi. Sao? Vậy giờ về tới đây. Thì đây là cái chỗ trạm ngay cầu Sư Thiền Ân như vậy, ngay cầu Sư Thiền Ân. Thì vừa rồi chúng tôi biết được nhà có một ông khá khổ, thành là đi bộ vô tới đây để mà trao quà cho ông. Họ tới rồi chú. Đây là con đường vô nhà chú ấy. Dạ. Trong đó hả? Nhà ổng một khúc dẫn vô sau này nè, chỗ hẻm này nè. Thì biết nhà ổng hả? Biết nhà ổng bằng kia. Biết nhà ổng hả? Còn khúc này nè, khúc mấy người ta ở sống từ mã, ta che mã lấy cốt rồi là ta ở đó. Ồ vậy hả? Ta cũng khổ dữ lắm. Đâu khúc này nó khúc nào sườn trùm mã? Khúc này trùm mã nè, chỗ này ra khúc sau đó là trùm mã đó. Ồ. Khổ không? Ổng thì tốt nặng là ổng cũng khổ dữ lắm. Dạ.
đó đó chỗ hẻm đó đó. Kìa chú đang đứng bên kia bà con nha. Khi đi bộ vô bên ngoài vô khúc này người ta nói là khúc chòm mã. Dài đó, ổ nhóc luôn hả? Khúc chòm mã. Và lúc đi thực tế thì mình mới nhìn thấy là có quá nhiều bà con rơi vào cảnh khổ trước sự hào nhoáng của một thành phố vĩ đại, thành phố rạch giá. Sự hào nhoáng phía trước thì đằng sau đó thì có như có rất là nhiều cảnh cơ khổ. Chưa nghĩ là ở thành phố nào cũng có cảnh như vậy. Tại vì ở bản thân của Trưng thì Trưng chắc là có duyên nên có thể là đi quay được cái cảnh khổ của bà con để lột tả được phía sau bức tranh, đằng sau bức tranh xinh đẹp của một thành phố. Chứ Trưng dám chắc rằng là ở thành phố nào cũng có như vậy hết, thậm chí còn hơn cái Rạch Giá nữa. Vấn đề là cái người khai thác thôi. Giống như Trưng biết khai thác thì khai thác được sâu xa để tận nơi để cho bà con mình nhìn thấy hết toàn cảnh. Thôi chào chú. Thôi nhà chú đây hả? Dạ. Dạ. Nhà em vợ tai biến. À. Em vợ tai biến. À bây giờ bây giờ nhà em vợ tai biến hả? Dạ. Dạ. Hôm nay sao cô ăn uống rồi sao? Thì có tiền mua đồ ăn, có thì ăn có khô, có quẹt, nước tương, cháo vậy. Dạ. Yeah. Dạ. Thất nghiệp rồi, con cũng thất nghiệp rồi, ổng rồi bệnh tim, em bệnh xỉn. Dạ. Yeah. Còn em bên đây này nó bị tai biến, gia đình cũng thất nghiệp. Ồ. Có bộ trang. Em có trang đi không? Lâu nữa tôi bệnh tim mấy năm nay. Tim bị xỉn luôn hả? Tim xỉn luôn. Cả hai luôn. Nó kêu đi chích chích dưới trên đó. Xuống phường nữa đâu dám chích. Dạ đúng rồi, bệnh chú khó. Nói bị xỉn nó không dám chích. Dạ. Ổng bệnh viện ổng mới về đó. Dạ dạ. Rồi đây chút nữa đi, chú gửi ra, chú chạy ra bên ngoài trước đi, con gửi hai phần chú nha. Dạ dạ. Dạ. Có ông này không chú? Ông này à, nhà chú ở đâu? Nhà chú đâu? Ủa nhà chú đây hả? Đâu đâu nhà chú như nào? Đó. Đây hả? Ừ. Gì đây là nhà chú? Nhà chú là đây hả? Ôi có phải không? Cái chòi này đâu không phải nhà. Chú ở cái chòi này hả? Ôi. Rồi bếp núc nấu nướng sao chú? Chú vô hỏi thăm xíu. Dạ hả? Rồi rồi. Thường là chú ở đây một mình hay có ai nữa không? Ở mình hả? Nó nướng củi. À nấu củi. À rồi cái này là ai cho chú ở hay sao? Người ta cho chú che cái này ở thôi hả? Chắc chủ nhà kế bên quá hả? Phải chủ nhà kế bên không? À cho chú ở đây. Đây có sao là chú ở đây. Rồi chú ngủ ở đâu? Ngủ giỏng. Ngủ giỏng là trại giỏng là ngủ hả? À thường là chú làm cái gì? Thường chú làm gì để sống? Hồi trước thợ hồ. Ừ. Bây giờ chú 67 rồi, mắt nó mờ. Dạ. Rồi không ai nhận cho chú làm. Đây là chỉ có những người kế bên này mới biết. Ờ dạ. Nó mới là thông cảm với hoàn cảnh của chú như vậy. Dạ. Chứ nếu mà chú giàu có đâu có. Dạ chú cho tên gì à? Trần Văn Sáu. Trần Văn Sáu. Ủa đây xe này có ai chú? Ủa tao gỡ không đó. Ồ. Ví dụ số tiền đây tao gỡ. Trần Văn Sáu. Rồi ngủ chú có mùng không? Không. Không không, không mùng mũi sao? Không có mũi. Ở đây mưa nó mà tạt vô không? Không tạt được. Ồ vậy chắc là ngay nhà đang mưa xuống tới rồi kìa. Đấy mưa tới rồi kìa. Dạ không có nghe đâu đây. Dạ. Đó, giờ hỏi bà con đó. Nhà chú đâu? Nhà tôi mướn, không nhà mướn đâu. Tới nhà này hả? Tháng triệu đó, tôi bị não ra. Dạ. Sao con gì? Dạ, mướn tháng 1 triệu. Tháng 1 triệu. Ủa nhà chú mướn ở mình sao đông nhiều lớn vậy? Đông lắm, có mấy người cả chục đứa đâu. Chục đứa? Lại có con cám nữa hả? Con cám hả? À, dạ.
Dạ. Bị não ra 2 năm nay là mới hết mới vậy. Dạ. Ở Sài Gòn. Dạ. Rồi chú ai có xe không? Ta có ai có xe ở đây không? Không. Ai có xe đi ra chở ra đồ không? Có. Có xe. Chở có xe chở. Dạ. Có xe chở. Cái dạ đi, rồi. Rồi ok. Còn chở nó mới về đây. Dạ. Năm mấy nay rồi. Đây con gửi nha, con gửi chú thêm 100 nữa đi. Dạ. Cảm ơn. Cái này chúng nó ra có kêu có một người một phong bì nữa. Cảm ơn. Cái này là con gửi thêm. Dạ, cảm ơn. Rồi. Cho con gửi chú nè, 100 ngàn, gửi 100. Chú 100 đi với lại cho chú nhà bên kia 100 luôn nha. Dạ. Dạ. Rồi cái gì ra ra là trước đi lấy quà. Dạ dạ ra trước 4 phần. Dạ dạ có ai có xe máy để chở cho lẹ. Mình lấy con trai đi. Có bằng được đâu rồi khổ. Con con này đông lắm. À đây hả? Con cái bò cháu đồng ra ha. Đang ơi, đang. Dạ. Yeah. À nó điện què bán cái số nó không có tiền. À. Nghỉ bán cái số rồi giờ ở nhà con cái thì đông quá trời đông rồi. Đây bán cái số què bán số hả? Đây nè, đây là này đó. À. Dạ. Dạ, kê kê kê. Cũng lên cho anh coi đang. Cái em cũng xin nữa. Đây là dòng dòng này. Dạ rồi. Ở trong ai mở YouTube kìa. Có mở hả? Buồn buồn nha. Buồn buồn coi á. À. Mình cũng nhờ Mạnh Thường Quân rồi giúp đỡ. Cô biết cô đang coi ai không? Cô biết cô đang coi ai không? Thôi cái gì tên gì đó, tên gì mày nói đó. Lê Minh. Không phải. Hai vợ chồng với con nhỏ bị ghế á. À. Cô biết có ai là người quay đó không? Không. Dạ thôi. Dạ. Không biết chữ đâu. À không biết chữ hả? Rồi rồi. Đây có mấy hộ cô? Đây là 4 hộ. Có mấy hộ? Cô hả? Dạ. Đây là mấy hộ đây? 3 hộ. 1, 2, 3 hộ đúng không? 3 hộ. Bên kia nó anh cho em xin hộ. Không biết hộ nào được bộ hộ đâu. Trên đây nè, nhà cơ kê dắt. À. Nhà xin hộ, 4 hộ, 5 hộ. Ở đây ốc mình làm gì chị? Đi bắt ốc về là bán đó, không có tiền mua sữa. Mua sữa rồi bắt ốc về bán kiếm tiền mua sữa cho con nó uống. Dạ. Rồi bà này thì ở kia nhà, bà ở trong mình lên nè. Dạ. Yeah. Ở nhà cô ở đâu? Hả? Ở trên đó. Đó đó, vậy là 1 2 3 với hộ kia cô nói là ở đâu gần đây không? Gần trên đây. Trên là 4 hộ. Trên nữa là 5 hộ. 5 hộ. Ba đây ba ở đậu nè. Trong này ở. Ok, cái từ ra trước đi nha. 3 hộ. Chờ ra trước đi. Rồi 5 hộ. Xin chào cả nhà nha. Vừa rồi chân vô một cái hẻm ngay chỗ cầu Sư Tiền Ăn mà quẹo phải vô bên trong á. Thì khúc đó thực ra mà nói là chân nhìn thấy là khá là nhiều nhà khổ đó, rất là nhiều. Cái nơi mà người ta nói là cái nơi mà ngày xưa là nghĩa địa mồ mả, rồi người ta san lấp cái mặt bằng nó ra đó. Xong rồi người ta cai xây nhà ta ở, cắt nhà ta ở chứ không xây, cắt nhà, xây nhà. Đấy. Trưng cũng vô xác định được một số nhà trong đó khổ rồi, tuy nhiên là không thể phát quà được. Tại vì trong lúc mà Trưng đi vô xác nhận á, thì bà con mình bên ngoài quá đông luôn, kéo ra quá đông luôn. Bu quá trời đông luôn, thành ra là không thể nào phát được khi mà có đông như vậy bà con nha. Bà con thông cảm là cho khi mà mấy anh em chúng tôi phát quà thì đâu đó là phải trật tự, không có được bu đông. Nói chung là tập trung đông người quá thì ảnh hưởng nguy hiểm, dịch bệnh và cũng như là chính quyền cũng không cho phép chúng tôi làm như vậy. Đây là điều bà con thông cảm. Bây giờ thì đến lúc này thì bây giờ trời mưa quá trời mưa rồi. Bây giờ Trưng cùng với mấy anh em quay trở về. Đến lúc này Trưng sẽ thúc clip ở đây luôn nha. Cảm ơn quý chú anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ. Nhớ đăng ký kênh, like và đăng ký kênh quý vị nha. Bây giờ Trưng xin gửi lời chào tạm biệt.